ทนี mày lạnh phiêu từ mà hai mươi sáu bốn mươi và tha thun sẽ ba lô thun bầu hội trưởng thanh niên mai mày đi lạnh phiêu bầu hội trưởng thanh niên thôi đi vợ giờ bắt đầu để chuẩn bị bầu thanh niên thì thanh niên là mong sang trên mai với anh dưới ba lô thun là hồ bô hồ tây hẹn ly là ly chanh ok kha chừng là nhau lây ok kệ trên với anh là về về luôn ấy thành đặt yêu về tráng tráng tít tít bắn thanh niên thành công đồ thôi mình bỏ bắn cái ấy lôi anh yêu cầu nhung công đồ mới ngạc hiểu nhờ à hải 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 thanh đừng nát nó cái tâm nó cái tâm bảo nó tâm bảo mà hai lần đợt gì em mới học phim lơ đợt gì đồ hình trong mơ thì hồi chuẩn bị đáp án nha, chuẩn bị đáp án đây là chuẩn bị thì hồi đáp án á đi chừng mỗi giờ blog lại mỗi giờ bầu cử blog cộng đồng blog thanh niên blog và đây là nên là sẽ khui thanh niên lâu khui thanh niên lâu thì nó sẽ là sẽ vạ chun thì vạ bạn sẽ mới đọc ngăn là sẽ vạ ngăn chun thấp quá không ok Chú người kỵ đi về to ok làm cái bầu cử thanh niên thầu pha đây là ly chanh là dẫn đầu phiêu ly chanh là rất là clone phiêu ly chanh là phú bình khản phú bình khản là ai phú bình khản ly chanh là dẫn đầu tức là các hội trưởng hội thanh niên còn ni là quả đăng cổ phiếu là tiếp quả phiếu lòng trang quả phiếu mình là tiếp rõ ta chắc là tổn nhiều trang là mạng phô ok bây giờ tăng chú tập giờ đi là tổng số là ly thanh niên bầu là viên chí nào là lưu tập anh phiêu là ly là trưởng hội ba ly ba hay là ngành ly ba làm câu giới thiệu đây là mong như là hội trưởng là Lê Phú Bình Khả còn đây là Dương Tấn Tráng và đây sẵn dịp đi và đây câu Lê hội trưởng phát biểu ý kiến hội trưởng thanh niên trưởng ban ok trưởng ban thanh niên
Rất là cảm ơn Miva, nhất là cả thanh niên tàu tín nhiệm đã được lấy dừng lại chúng tôi, nên là đã là tàu rồi thì phải chấp nhận. Vì tạm thời thì trước mắt thì cáo kêu thì lão chúng tôi kêu đồng lô thì làm tương lai là sẽ cố gắng, như tôi kêu là thanh niên đã tín nhiệm là thì là sẽ cố gắng làm tương lai ngã tu tham gia làm cộng đồng như chúng gấp sức tiền em còn đưa ra chung chung thì hôm kia vừa phía ban chấp hành điều cái đi tiếp vừa phía chạy tính tài làm tương lai ok trắng cũng thật khó. Ok bằng cái nào ôn là phụ là trước mặt anh đi. Giờ này là kiểm phiếu nào qua đình nào ứng cử viên qua đình nào phó chủ tịch cụ chủ tịch Nam Hoàng Nam có người dẫn đầu sang chói thì chúng ta đã nhìn lên màn hình thấy đâu quận Nam Đông quận Bình kìa thấy chưa ông Nam đâu ông vừa hai tay hai chân ông kìa thấy không ông đi kìa từ một lái kìa cái chân này đúng quá ra cái gì vì ông giờ hai tay cái gì đang cúi nhìn lên màn hình kìa đó thấy không thấy không thấy tôi thấy mà tôi thấy rõ ràng á bây giờ nam nữa nam quý vị thấy không quan trọng là nam chúng ta là ngôi sao sáng chói trong cộng đồng chúng ta từ lịch sử xuân thưa quý vị hiện nay chúng ta đã thấy là hoàng ứng cử viên Hoàng Nam đang vận động đang dẫn đầu tổng thống chúng tôi là nam vẫn lên điểm nữa nam tự nhỏ nam 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 chờ quý vị cho tôi 15 phút cho hội đồng và tiếng công bố kết quả 25 ok chưa thống kê số chưa 30 chưa con số rất là nguy hiểm ok chưa biết ai khác ai bại tôi cũng vậy mọi người tôi không có phiếu tôi biết khó đáng nhờ không góc ngang nhờ Nam nhất kìa, nó nghi lắm. Nhưng mà chưa, đương kỳ chủ tịch đã tuyên bố kết quả. Kết quả bắt đầu, xin mời chủ tịch lên tuyên bố. Giờ này là bầu cử vị trí nào là mong như là nối vượt lòng phiếu phi là qua đền Nam. Chúc mừng chào phát tay. Qua đền Nam là có 30 phiếu, lòng nút phiếu. Ừ, 3.000 phiếu. 3.000 phiếu, 30 phiếu. Tôi cứ đi sang nhé, tôi đúng. Và Dương Tấn Đức được 25 phiếu. 2.500 phiếu. Hạnh Ngọc Sương, 14 phiếu. 1.400 phiếu. Số gì ba? Đặng Trường, 1 phiếu. Tương đối. Dương Tấn Tự, 2 phiếu. Hả? Quảng Đại Tăng, 2 phiếu. Hồ Lai xuống.
Dạ này là mong nghe là nuôi vật lòng phi phi là qua Đài Nam. Dạ này là tặng câu giới thiệu và qua Đài Nam. Qua Đài Nam. Qua Đài Nam ba. Tao chủ tịch. Hả? Hả? Tính giờ đi là kết quả vào Mỹ qua thì tỏ tín nhiệm qua Đài Nam. Mình sở dĩ vào hôn anh Nam đi lặng câu đôi mình đi. Dạ nó là lặng thâu lên giờ đi như vắng mặt một khi một thôn ghi ơn là ông già Nam và Việt Nam đang rốt đấy. Thì yêu Nam phải nó thang liền một cái đi. Do anh như là giờ đi hủ Nam anh đi không? Mình lấy tôi ý là thế ngọc như thay mặt cô lấy lại không phải tay cầm lén đại diện thông thiết toàn ngày với cụ thay thay mặt mà nặng cách luôn á. Một lần nữa thưa bà tân phó chủ tịch Dương Tấn Đức tức là ông đó phụ thay mặt các chủ tịch tại các cấp ban chức năng một. Không biết là cảm ơn mình qua tiết nhiệm là bầu là ông Lục Hiếu bên đó đặt thế này là ngã hô vô thì mình qua câu là lưu lại là chẳng lưu luôn là hộp là hành đi lấy cách chắc là làm bồi đi mây bụi là quần thang là xin ta là phải bà cho nó qua cái trận luôn. Cộng đồng tín nhiệm không? Chắc giờ mới là tha cộng đồng tín nhiệm là cảm ơn lô mới rồi chứ đi là nó mày rủi đi kìa hôm chiều kia không thể là đạp hồ tâm thì hay tâm tôi như này mọi người làm phiếu đi hô phiếu lại lên bốn năm vậy là bây giờ là hô cộng đồng tín nhiệm là đấy giờ này hô cộng đồng tín nhiệm giờ này bằng ngang cứ khi tín nhiệm đấy à vào khi lấy bỏ căng hay là khi vô là hô kiện là tại ai cộng đồng đi chừng thân nhân thật cai không cậu pi thì hô chuyện dễ tránh giờ tại ai mai phụ mong sức không cậu đây là pi ngã cái lần này cộng đồng đại như sam tư vớt à cái này là như sao hơn đấy. Đã đông năn nhé, mong là tổng bày rối mình cả thao ô. Lào phía là câu cảm ơn thầy Mê Hoa tiết diện là tham lạ. Bên lò là tương quay nên nhé, bà Ai Nam nhé, Ai Nam nhé, lại thường ủng hộ. Đấy đi, Ai Nam bà Mê Hoa, đây là hộp quyết. Ờ, bằng nghen, bằng nghen. Chị cũng cây ủng hộ này nhé là hậu thích quyết để nôi nhé là thiết qua đây là bánh Việt Nam. Bịa thun bịa sân sai bịa cọ thun hụt lù tiêu sam cư đồ năn nhớ chừng nghiệp lo gia đình vợ tiếp tục chương trình làm bánh thì sẽ in thể thao